Trong hơn tháng qua, nhiều người dân ở các tỉnh thành bày tỏ bức xúc qua mạng xã hội và báo chí vì hóa đơn tiền điện tăng vọt so với tháng trước, cao hơn vài chục phần trăm, cho tới hàng chục lần. Ngoài những trường hợp tự lên tiếng trên mạng xã hội, một số độc giả không muốn nêu danh tính của VOA ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng hóa đơn của họ cao hơn trước 3-4 lần, nhưng họ vẫn phải nộp tiền để không bị cắt điện. Hôm 22 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo không để xảy ra sai sót và ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng điện, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm, báo chí trong nước cho hay. Ngày 23 tháng 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra thông cáo cho biết đã kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm những giám đốc đơn vị và cá nhân liên quan tới các vụ sai sót về tiền điện ở một số địa phương và lập đoàn công tác liên ngành xác minh việc hóa đơn tiền điện tăng trong thời gian qua. Theo quan sát của VOA thông điệp trấn an này dường như không được dư luận đón nhận tích cực trên các trang cá nhân và một số diễn đàn mạng xã hội như những người bạn của công tơ điện và góc nhìn báo chí công dân thì nhiều người cho biết họ không tin tưởng việc tập đoàn điện lực việt nam vốn hay có sai sót nay lại lập đoàn công tác để tự kiểm tra chính mình và chỉ trích tập đoàn này lộng quyền bao năm nay